Truyền hình Thông tấn xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự tổng hợp trưa nay ngày 14 tháng 3. Sau đây là phần điểm các tin chính có trong chương trình. Lào Cai là một trong 10 tỉnh thành phố của cả nước được Trung ương chọn thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân quận, huyện, phường. Để hoàn tất việc tổng kết thí điểm chương trình này, Ban Chỉ đạo Trung ương vừa tiến hành kiểm tra tổng kết bước 2 thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân quận, huyện, phường tại tỉnh Lào Cai để trình Bộ Chính trị, Chính phủ và Quốc hội vào ngày 15 tháng 4. Sáng ngày 14 tháng 3 tại Hà Nội, sau 3 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc với tinh thần đoàn kết sáng tạo hội nhập phát triển, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 11 đã bế mạc thành công tốt đẹp. Tới dự lễ bế mạc có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đàm, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, các mẹ Việt Nam Anh Hùng, lão thành cách mạng, lãnh đạo các bộ ban ngành đoàn thể. Ngày 13 tháng 3, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Nga Vladimir Putin trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga, đồng thời bày tỏ hy vọng hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác về nhiều vấn đề, trong đó có dự án đường ống dẫn khí đốt đi qua Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố binh sĩ gây ra vụ thảm sát 16 dân thường Afghanistan sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật Mỹ. Tuyên bố này được xem là động thái nhằm xoa dịu làn sóng giận dữ đang bùng lên tại Afghanistan sau vụ việc này. Sáng ngày 14 tháng 3 tại Hà Nội, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển, Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 11 đã bế mạc thành công tốt đẹp. Tới dự lễ bế mạc có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đàm, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, các mẹ Việt Nam Anh Hùng, lão thành cách mạng, lãnh đạo các bộ ban ngành đoàn thể. Hội nghị đã bầu đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 11 gồm 32 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 11. Các Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 11 gồm 7 đồng chí: Hoàng Thị Ái Nhiên, Nguyễn Thị Kim Thúy, Trần Thanh Bình, Nguyễn Thị Tuyết, Bùi Thị Hòa, Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Thị Hương. Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 11 Nguyễn Thị Thanh Hòa và 163 ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 11 đã ra mắt đại hội. Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 11, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa phát biểu nhấn mạnh, đây là vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề. Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 11 cần nắm vững, quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11, cương lĩnh chính trị và chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ mới, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức và nâng cao các phong trào thi đua, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quan tâm đến vấn đề xây dựng gia đình, nâng cao chất lượng cán bộ hội, làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước vững mạnh. Khi mà đã có cái quy chế về việc tham gia phản biện xã hội thì trước hết chúng tôi thấy là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là gần như là được cử làm tham gia vào các cái ban soạn thảo, rồi các cái hội đồng, các cái ủy ban, thì mình cố gắng là để mà mình làm cho tốt cái vai của mình, đại diện mà, đại diện phụ nữ tham gia vào các cái cơ chế đấy thì phải làm tốt được cái vai đó. Thứ hai nữa là cũng phải chọn lọc một số các cái luật pháp chính sách mà nó liên quan chặt chẽ đến chị em phụ nữ để mà mình tham gia phản biện cho nó có hiệu quả. Và cái quan trọng là cái cũng phải cần có cái năng lực đấy, mà như vậy là cần có một cái đội ngũ. Cái nghị định của chính phủ về luật bình đẳng giới thì đã quy định rồi, cái trách nhiệm của hội rất là lớn, tức là trong các cái tờ trình của các cái ban soạn thảo luật là phải có ghi cái ý kiến của Hội Liên hiệp Phụ nữ phản biện về cái luật đó như thế nào. Thế mà nếu mà đây là một cái cơ hội rất là tốt, rất thuận lợi để mà mình phát huy được vai trò đại diện cho phụ nữ. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn dự thảo về điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sửa đổi bổ sung, thông qua nghị quyết đại hội và 8 chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ, trong đó đáng chú ý là các chỉ tiêu 80% trở lên phụ nữ được hội tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật và giáo dục phẩm chất đạo đức thời kỳ, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Phát biểu bế mạc đại hội,
Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 11 bày tỏ quyết tâm đoàn kết, phát huy khả năng, trí tuệ, không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, tận sức, tận lực, phấn đấu hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và chị em phụ nữ đã giao phó. Thưa quý vị và các bạn, Lào Cai là một trong 10 tỉnh, thành phố của cả nước được Trung ương chọn thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân huyện, quận, phường. Để hoàn tất việc tổng kết thí điểm chương trình này, Ban Chỉ đạo Trung ương vừa đã tiến hành kiểm tra tổng kết bước 2, thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân huyện, quận, phường tại tỉnh Lào Cai để trình Bộ Chính trị, Chính phủ và Quốc hội vào ngày 15 tháng 4. Sau hơn 2 năm thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân ở 8 huyện, 12 phường trên địa bàn, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Lào Cai vẫn được duy trì ổn định ở mức cao, khoảng 13% một năm. Hệ thống chính trị được củng cố từ tỉnh đến cơ sở. Cải cách hành chính được đẩy mạnh, nhất là thủ tục hành chính. Liên tục những năm gần đây, Lào Cai luôn xếp ở vị trí hàng đầu trong bảng xếp hạng về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đặc biệt năm 2011, xếp thứ nhất trên 63 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, qua thực hiện thí điểm, tỉnh Lào Cai cũng có những kiến nghị đề xuất. Việc không tổ chức Hội đồng Nhân dân thì mọi mặt chỉ đạo đều được thông suốt từ cấp ủy đến chính quyền các cấp. Chúng tôi thấy rằng là không tổ chức Hội đồng Nhân dân cấp huyện không có nghĩa là vai trò quyền làm chủ của nhân dân bị mất đi, mà quyền làm chủ của nhân dân được thể hiện qua nhiều kênh, nhiều cuộc tiếp xúc và nhiều buổi làm việc. Đặc biệt là chúng ta làm tốt cái quy chế dân chủ thì quyền làm chủ của nhân dân và vai trò làm chủ của nhân dân càng được thể hiện rõ nét. Qua hơn 2 năm thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân quận, huyện, phường, việc dân chủ hóa trong đời sống xã hội được nâng lên đáng kể. Năng lực của bộ máy chính quyền địa phương có chuyển biến rõ rệt. Các thành phần kinh tế đều có mức tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế đều có chuyển biến theo hướng tích cực. Đã thiết lập được những yếu tố quan trọng về quản lý nhà nước ở địa phương trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đời sống của nhân dân được cải thiện. Trong 3 năm qua, tình hình kinh tế xã hội của huyện Bát Sát liên tục phát triển, thu nhập bình quân đầu người của nhân dân được tăng lên, kinh tế xã hội và đặc biệt là an ninh quốc phòng thì được giữ vững. Cái an ninh trật tự ở nông thôn được đảm bảo với điều kiện ở huyện biên giới dài và có nhiều dân tộc anh em như huyện Bát Sát. Việc thí điểm cơ chế bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân ở huyện Bát Sát Lào Cai cũng đạt được những kết quả rất tốt. Thì là trước hết là tỉnh cũng như huyện và phường đã triển khai tổ chức cái nghị quyết của Quốc hội về thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân ở quận, phường, huyện rất là tốt. Phải nói là triển khai rất là bài bản. Do đó trong quá trình triển khai là nhận được cái sự đồng thuận rất cao trong đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức và đặc biệt là trong nhân dân. Các đại biểu đều nhất trí rằng trong thời gian thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân huyện, phường trên địa bàn tỉnh Lào Cai chưa nhiều, còn những công việc cần tiếp tục hoàn chỉnh, bổ sung, nhưng có thể khẳng định trong giai đoạn hiện nay, việc thực hiện không tổ chức Hội đồng Nhân dân huyện, quận, phường là phù hợp, được nhân dân và cán bộ đồng tình ủng hộ, không ảnh hưởng đến cơ chế giám sát và điều hành chung. Xin chuyển sang những thông tin kinh tế đáng chú ý khác. Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng vừa ký quyết định số 1057 phê duyệt đợt 1 chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2012. Chương trình xúc tiến thương mại đợt 1 năm 2012 bao gồm 46 đề án của 38 đơn vị chủ trì với tổng kinh phí là 43,93 tỷ đồng, tập trung vào các hoạt động xúc tiến thương mại định hướng xuất khẩu, xúc tiến thương mại thị trường trong nước và xúc tiến thương mại miền núi, biên giới và hải đảo. Theo đó, đối với công tác xúc tiến thương mại định hướng xuất khẩu, chương trình tập trung khai thác các hoạt động xúc tiến thương mại có hiệu quả như tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước, thông tin thương mại, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm xúc tiến thương mại. Chương trình cũng tiếp tục ưu tiên cho các hoạt động xúc tiến thương mại trong nước, đặc biệt ở nông thôn, miền núi, biên giới, các địa phương còn khó khăn tại cả ba miền, Bắc, Trung, Nam. Đồng thuận là cụm từ được ghi nhận nhiều nhất từ các chuyên gia và đại diện ngân hàng trong ngày 13 tháng 3, ngày đầu tiên thực hiện trần lãi suất huy động mới. Ngay trong ngày đầu, trần lãi suất 13% một năm cũng đã được ngân hàng thực hiện nghiêm túc. Theo ý kiến của các chuyên gia, việc chỉ đạo điều hành giảm lãi suất xuống 13% vào thời điểm này là rất hợp lý, phù hợp với điều kiện thị trường bởi tình hình thanh khoản của các ngân hàng cũng đã dần tốt lên.
Thứ hai là tình hình kinh tế vĩ mô. Hai tháng đầu năm vừa rồi, tỷ lệ lạm phát cũng đã giảm xuống. Đây là một cái chủ trương chúng ta đã thời đề ra rất lâu và là mong mỏi của các doanh nghiệp. Nhưng mà cái thời điểm, thời cơ để thực hiện nó chưa xuất hiện được đầy đủ. Nhưng mà cái vừa rồi là nó hội tụ tương đối đầy đủ và để chúng ta thực hiện cái chủ trương này. Cho nên là cái việc hạ ấy là đúng. Còn tất nhiên là nó cũng có những cái áp lực về mặt tăng giá. Như là vừa rồi chúng ta tăng một số giá điện, tăng một số giá. Thì tất cả những cái nó đã nằm trong cái cách tính toán của chúng ta. Tôi nghĩ là việc ngân hàng nhà nước hạ lãi suất nằm trong sự kỳ vọng của thị trường. Tất cả mọi người đều chờ đợi cái điều này. Tất nhiên nó có thể diễn ra sớm hơn một chút hay muộn hơn một chút đối với kỳ vọng của ai đấy. Nhưng mà về xu hướng chung thì theo tôi nghĩ là thị trường không bất ngờ với điều này. Nó nằm trong kỳ vọng của mọi người. Thế và những cái gói tín dụng lãi suất thấp, hạ lãi suất của các cái ngân hàng lớn trong thời gian vừa qua cho thấy là cái chính sách của ngân hàng nhà nước cũng làm hợp lý hóa những cái thực tế của thị trường hiện tại. Khác với những lần ra quyết định trước, ban hành lập tức thực thi, lần này ngân hàng nhà nước đã có dự lệnh trước vài ngày trước khi chính thức áp trần mới. Chính vì vậy mà các ngân hàng cũng tỏ ra không bất ngờ trước việc hạ lãi suất huy động. Cả ngân hàng và khách hàng đều đã có sự chuẩn bị. Trên cơ sở hạ lãi suất huy động, các ngân hàng cũng đã bắt đầu lên kế hoạch thay đổi mức lãi suất cho vay trong thời gian tới. Việc hạ lãi suất của ngân hàng nhà nước, lãi suất cơ bản cũng như là cái lãi suất trần thì cũng là một cái tín hiệu tốt đối với nền kinh tế, trên cơ sở là đánh giá các cái chỉ số về lạm phát cũng đã có ở mức tương đối thấp so với năm vừa qua. Thứ hai nữa là nó cũng là một tín hiệu để ngân hàng nhà nước thông báo đến nền kinh tế là cái việc hạ lãi suất cho vay trong thời gian tới để hỗ trợ cho các doanh nghiệp phục hồi và phát triển. Thì chúng tôi cũng sẽ có tiếp tục nghiên cứu để sau khi ngân hàng nước chính thức hạ lãi suất đầu vào, chúng tôi cũng nghe ngóng cái tín hiệu của thị trường trong cái công tác phát triển huy động vốn, rồi là cái sự niềm tin của người dân vào ngân hàng, cũng như là cái sức khỏe của nền kinh tế, thì chúng tôi sẽ tiếp tục có nghiên cứu để điều chỉnh tiếp cái mức lãi suất cho vay trong thời gian tới. Có nhiều ý kiến cho rằng nên sớm chấm dứt biện pháp hành chính áp trần lãi suất. Trước vấn đề này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, mặc dù tình hình thị trường tiền tệ đã được cải thiện nhưng chưa phải ở mức có thể ổn định bền vững. Vì vậy, vẫn phải duy trì các biện pháp hành chính. Nếu tình hình ổn định như ở quý 4 vừa qua thì trần lãi suất sẽ sớm được dỡ bỏ. Như trong thời gian vừa qua thì trung bình mỗi quý chúng ta có điều kiện hạ lãi suất xuống 1%. Và cũng có thể rằng sau 1-2 quý nữa chúng ta thấy rằng cái việc quy định trần lãi suất cũng không huy động cũng không còn cần thiết nữa, thì lúc đó chúng ta thậm chí là sẽ bỏ hẳn trần lãi suất huy động, và khi đó toàn bộ các cái hoạt động huy động vốn cũng như vay mượn của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng là trên cơ sở thỏa thuận như là chúng ta đã có trong những thời gian một vài năm trước đây. Trần lãi suất huy động sẽ là 13% kể từ ngày 13 tháng 3, thay thế cho mức 14% một năm. Quan trọng hơn, nó sẽ đánh dấu một lộ trình mới của Ngân hàng Nhà nước trong việc quản lý huy động vốn của các ngân hàng thương mại.